Thế ta chỉ bảo là gì nữa? Nói em. Mà này này em bé rồi. Này con này con này. Ôi, cần gì cầu kỳ rồi. Không, bạn cứ giải thích đi, không ngủ ăn được đâu. Ôi, đấy thằng bạn cứ thằng mặc kia mà ngồi chẳng hay được nhỉ. Ngồi đây, con nó à. Ôi, cái đấy là cái chân tiếp bạn thì con ngủ. Đi làm bên này em. Đấy, lấy đồ gì vừa. Hai cây nhà. Cầu kỳ đấy. Cầu kỳ mà. Cái nào chứ bảo lắm. Ngồi cho nó cũng đỡ. Có chị, bạn ngồi lâu, bạn sao ngồi lên dép được không? Không được. Chứ hò thì bạn chết. Sai, vậy sai. Ngồi đi. Sao con? Em bé vào đây ngồi. Em biết gì đâu mà em bé vào đây ngồi. Một bác này. Không, chính ra để hai mẹ con ở đây này. Ngồi chứ xong thì để cho nó chơi ở đây này. Còn mà chôn nhau. Ngồi vào đấy. Còn hai mẹ con ngồi đây còn chôn nhau. Không ngồi với nhau chật. Đúng không? Đúng rồi. Đấy, ngồi đấy bạn cứ giải. Đúng rồi, chôn đây cho bé chơi nữa. Nhớ hai mẹ con ngồi để chỉ còn bớt bớt gì. Rồi bạn bỏ con đấy đi để cho cái đấy rồi để cho mẹ tí mẹ đang ngủ đây này biết là chưa được bị mùi gì mất rồi.